Điểm bóng cho các cầu thủ trên đồng 6-3.
đánh bóng ra ngoài sân, điểm bóng cho cầu thủ Lâm Đồng. 7-3. Tiếp theo phát bóng đường qua lưới, đổi điểm bóng cho các cầu thủ xã Yên Cường. 4-7. Đổi điểm bóng cho Yên Đồng. 8-4. Vừa rồi là pha bật rất cao của cầu thủ Xuân Bắc đã mang lại một điểm về cho các cầu thủ Yên Đồng. Chắn bóng rất tốt, rất cố gắng nhưng mà không được rồi. Đổi điểm bóng cho các cầu thủ xã Yên Cường. 5-8. Bóng ra ngoài sân, điểm bóng cho cầu thủ Yên Cường. 7-6-8. Như vậy là điểm bóng cho cầu thủ Yên Cường. 7-8. Điểm bóng cho các cầu thủ Yên Cường. 8-3. Mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng mà các cổ động viên đã đến sân rất đông và cổ vũ rất nhiệt tình cho các cầu thủ. Dứt điểm. Và bóng tốt. Đổi điểm bóng cho Yên Đồng. 9-8. Bây giờ thời tiết trên sân đã trở lại mát mẻ hơn lúc trước rồi. Các cầu thủ phần nào đã không bị chói mắt. Cần muốn pha bóng cao. Và bóng tốt, đổi điểm bóng cho các cầu thủ Yên Cường. 9-0. Và bóng tốt, đổi điểm bóng cho các cầu thủ Yên Đồng. 10-9. Phát bóng chưa qua lưới, đổi điểm bóng cho Yên Cường. 10-0. Bóng cho Yên Cường. 11-10. Đánh bóng dư quan lưới, điểm bóng cho Yên Cường. 12-10. Bóng rất tốt, đổi điểm bóng cho các cầu thủ xã Yên Đồng. 11-12. Cầu thủ mang áo số 14 có sức khỏe rất tốt và độ bật rất cao, rồi đã giành lại một điểm rất là thuyết phục cho các cầu thủ xã Yên Đồng. Tỷ số chỉ còn chênh lệch một điểm thôi. 11-12. Rất tốt, điểm bóng Yên Đồng. 12-0. Rất là sôi nổi, hai đội thi đấu rất ngang tài ngang sức và cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng rất đẹp mắt. Cố gắng bóng chặt tốt, bóng còn rất cố gắng, bóng còn pha bóng cứu cho các cầu thủ đầu rất đẹp. Rất tiếc là đánh bóng chưa qua lưới, đổi điểm bóng cho các cầu thủ xã Yên Cường. 13-12. Phát bóng ra ngoài sân, đổi điểm bóng cho các cầu thủ Yên Đồng. 13-0. Đổi
cho các cầu thủ xã Yên Cường. 14, 13. Được một tốt. Đánh bóng chưa qua lưới, đổi và điểm bóng cho các cầu thủ Yên Đồng. 14 đều. Đổi điểm bóng cho các cầu thủ Yên Cường. 20-18.
đóng cho cầu thủ Cường 21-18. Các cầu thủ hai đội xin hội ý phút. Khoảng cách giữa các cầu thủ Yên Đồng với khoảng cách là 3 điểm. Trận đấu tiếp tục. Đánh bóng chưa qua lưới. Điểm bóng cho các cầu thủ Yên Cường 22-18. Bước một tốt, chuyền hai rất tốt, rất điểm. Điểm bóng đổi điểm bóng cho cầu thủ Yên Đồng 19-22. Rất khó chịu. Chuyền hai tốt, dứt điểm. Rồi là trận đấu thắng rất tốt của cầu thủ nhóm thứ 10 bên phía đội tuyển Yên Cường đã giành được một điểm cho đội tuyển của mình. Đổi điểm bóng cho Yên Cường 23-19. Đập bóng tốt, đổi điểm bóng cho các cầu thủ Yên Cường 20-23. Đập bóng ra ngoài sân, điểm bóng cho các cầu thủ Yên Đồng 21-23. Toàn rất cố gắng, rất tập chắc chắn ra ngoài sân, đổi điểm bóng cho các cầu thủ xã Yên Cường 24-21. Đập bóng tốt, đổi điểm bóng cho các cầu thủ xã Yên Đồng 22-24. Hai bác, thứ nhất là đánh bóng chưa qua lưới, điểm bóng cho cầu thủ xã Yên Đồng 23-24. Như vậy là kết thúc trận đấu thứ nhất, các cầu thủ của xã Yên Cường giành phần thắng với tỷ số sát nút là 25-23. Hai đội giải lao trong ít phút và đổi sân để bước vào thi đấu trận đấu thứ hai. Nơi đây tình yêu thể thao luôn dâng trào trong mỗi trái tim. Nơi đây thể thao hòa chung nhịp đập khát khao. Ở trận đấu thứ hai, các cầu thủ xã Yên Đồng được quyền phát bóng trước. Phát bóng ra ngoài sân, rất tiếc. Đổi điểm bóng cho cầu thủ xã Yên Cường 1-0. Chưa qua lưới,
bóng tư cường 2-0. Kiểm bóng cho anh Cường 3-0. Bóng ra ngoài sân. Kiểm bóng cho anh Cường 4-0. Bóng rất tốt. Bây giờ các cầu thủ sẽ anh đầu tập trung bám chắn đôi rất hiệu quả. Đổi điểm bóng cho anh đầu 1-4. Bóng đánh ra ngoài sân. Điểm bóng cho anh đầu 2-4. Đổi điểm bóng cho các cầu thủ Yên Cường 5-2. Bước một tốt, chuyển hai rất tốt, dứt điểm, đánh rất căng. Chúng ta cho rằng các cầu thủ Yên Cường phạm lỗi tấn công, phạm lỗi phòng thủ. Đổi điểm bóng cho các cầu thủ Yên Đồng 3-5. Đổi điểm bóng cho Yên Đồng 6-3. Lần này rất tốt, dứt điểm. Có bóng ra ngoài sân, đổi điểm bóng cho Yên Đồng 4-6. Như vậy là tỷ số khoảng cách biệt chỉ có 2 điểm thôi. Phát bóng ra ngoài sân, đổi điểm bóng cho các cầu thủ xã Yên Cường 7-4. Rất tiếc cho các cầu thủ đội tuyển Việt Nam rồi. Đổi điểm bóng cho Yên Đồng 5-7. Tổ chức chúng tôi xin lưu ý để đảm bảo cho công tác an ninh trật tự ở trên sân, đề nghị các cá nhân nào có xe máy ở trong khu vực sân bóng, đề nghị chúng ta mang hết ra bên phía bên ngoài, bên phía nhà chùa, công tác hậu cần là không ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu. Đội điểm bóng cho các cầu thủ xã Yên Đồng 6-8. Điểm bóng cho Yên Đồng 7-8. Như vậy tỷ số còn có 1 điểm nữa thôi. Khán giả đang cổ vũ rất nhiệt tình cho cả hai đội. Bóng
tốt đổi điểm bóng cho các cầu thủ xã Như Cường. 9, 7. Cái này bao nhiêu phần trăm đi mà? Cái này không hết được đi đã. Đầu tiên. Đến phần tốt đổi điểm bóng cho Yên Đồng. 8, 9. Lưới đổi điểm bóng cho các cầu thủ xã Yên Cường. 10, 8. Bước một tốt, bước hai tốt, dứt điểm. Không còn nữa, rất tiếc rằng các cầu thủ Yên Đồng đã thua rồi. Điểm bóng cho các cầu thủ Yên Cường. 11, 8. Đổi điểm bóng cho các thủ Yên Đồng. 9, 11. Bóng rút. Đổi điểm bóng cho Yên Cường. 12, 9. Dứt điểm. Điểm bóng cho cầu thủ xã Yên Đồng. 11, 10, 12. Còn có 2 điểm nữa thôi. Mong các cầu thủ Yên Đồng cố gắng. Phát bóng ra ngoài sân. Đổi điểm bóng cho cầu thủ Yên Cường. 13, 10. Đánh bóng ra ngoài sân. Điểm bóng cho Yên Cường. 14, 10. Đập bóng tốt, đổi điểm bóng cho Yên Đồng. 11, 14. Điểm bóng cho Yên Cường. 15, 11. Đập bóng tốt. Đổi điểm bóng cho Yên Đồng. 12, 15. Đánh bóng ra ngoài sân. Điểm bóng cho Yên Đồng. 13, 15. Rất tiếc. Phát bóng ra ngoài sân. Đổi điểm bóng cho Yên Cường. 16, 13. Đánh bóng chạm lưới, đổi điểm bóng cho Yên Đồng. 14, 16.
điểm bóng cho Yên Cường 17-14. Đổi điểm bóng cho Yên Đồng 15-17. Phát bóng chưa qua lưới. Đổi điểm bóng cho Yên Cường 18-15. Cũng có thể là do vấn đề tâm lý, phát bóng mạnh thì lại sợ ra ngoài sân, nên là cầu thủ là phát bóng lại hơi nhẹ, nên là tân bàn ta lưới. Bóng vẫn còn. Dứt điểm. Bóng đánh rất nguy hiểm của cầu thủ Yên Đồng trong tình huống vừa rồi. Đổi điểm bóng cho Yên Đồng 16-18. Đặt bóng ra ngoài sân, điểm bóng cho Yên Đồng 17-18. Các cầu thủ Yên Cường xin phép hội ý trong vòng 1 phút. Trận đấu lại tiếp tục. Là bóng tốt, đổi điểm bóng cho Yên Cường 19-17. Điểm bóng cho Yên Cường 20-17. Điểm bóng cho Yên Cường 21-17. Rất rồi. Đổi điểm bóng cho Yên Đồng 18-21. Và một cá nhân rất là hâm mộ đã treo giải để khích lệ tinh thần thi đấu cho các cầu thủ Yên Đồng. Nếu như thắng trong trận này thì sẽ thưởng nóng cho 2 triệu. Vâng, tiền ban tổ chức đã nhận được ở đây rồi. Đánh bóng chưa qua lưới, điểm bóng cho Yên Đồng 19-21. Đổi điểm bóng cho cầu thủ Yên Cường 22-19. Đúng một tốt. Rất tốt. Đổi điểm bóng cho Yên Đồng 20-22. Cắt.
đổi điểm bóng cho các cầu thủ xã Yên Cường. 23-20. Vâng, trận đấu này được tiếp tục. Đặt bóng tốt, đổi điểm bóng cho Yên Đồng. 21-23. Khán giả đang cổ vũ rất nhiệt tình cho các cầu thủ Tây Đồng. Thank you.